Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh channel của mình là Hay Về Handmade. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc cái mẫu hoa tulip như thế này nha các bạn. Đây, đây là lần đầu tiên mình móc hoa nha các bạn, cho nên thì mình hướng dẫn mình giống như là các bạn học cùng mình nha. Thật ra nó móc nó cũng dễ lắm các bạn. Đây là lần đầu tiên mình móc bông, cho nên khi mà trong quá trình mình hướng dẫn các bạn có gì sai sót thì các bạn cũng vui lòng bỏ qua giùm mình nha. Rồi để móc được cái cam bông hoa tulip giống như hình đó thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình sợi nha. Thì các bạn sẽ sử dụng sợi đây. Mình sử dụng sợi miêu cô tông nha các bạn. Thì các bạn thích bông màu nào thì các bạn có thể sử dụng màu đó, và mình sẽ sử dụng cái màu này làm màu lá nha các bạn. Rồi. Sau đó thì các bạn chuẩn bị cho mình một ít kẽm để các bạn nẹp cái lá và cái cánh hoa nha. Đây. Và các bạn chuẩn bị cho mình cành hoa như thế này. Rồi. Kim móc thì mình sẽ sử dụng kim tulip đầu 2.5mm như thế này nha các bạn. Rồi các bạn chuẩn bị cho mình cái đồ bấm sợi nè. Hột quẹt. Keo nến nha các bạn. Keo nến nếu các bạn có thể sử dụng súng bắn keo như mình đó, thì tại mình làm mình thấy chỉ là một chút chút một cái công đoạn nó thưa lắm, thời gian nó xa các bạn, cho nên mình sẽ sử dụng mình sẽ hơi như thế này rồi mình làm luôn, mình không có sử dụng súng bắn keo nha các bạn. Rồi phụ kiện đơn giản như thế thôi. Rồi bây giờ mình bắt tay bài hướng dẫn nha các bạn. Trước tiên á các bạn thì mình sẽ hướng dẫn các bạn móc cái phần cánh hoa nhỏ nha. Để móc cái phần hoa tulip á, thì các bạn sẽ móc cho mình cánh hoa nhỏ và cánh hoa lớn nha. Thì đây mình đã móc sẵn hai cái cánh hoa nhỏ nè. Để một làm một cái bông hoa tulip thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình ba cánh hoa nhỏ và ba cánh hoa lớn nha. Thì mình đã móc được hai cánh hoa nhỏ rồi, mình để sẵn rồi mình sẽ móc hướng dẫn các bạn móc một cánh hoa nhỏ nha. Rồi, cái bông hoa này thì mình sử dụng cái sợi màu cam nha các bạn. Thì các bạn sẽ lấy sợi lên kim như thế này giùm mình. Đây. Mình đưa kim phía dưới sợi nè các bạn, rồi các bạn xoay ngược lại như thế này, rồi các bạn chốt sợi qua như thế này là mình đã lấy được sợi lên kim nha. Rồi sau đó thì các bạn sẽ móc, để móc cái cánh hoa nhỏ như thế này thì các bạn sẽ móc cho mình lên 13 mũi móc xích nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Rồi. Các bạn sẽ bỏ qua cái mũi 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 bính thứ 13 nè, các bạn móc vô mũi bính thứ 12 cho mình, các bạn lật ngược lên các bạn móc vào cái sợi phía sau các bạn. Các bạn móc vào đây chân bính thứ hai này cho mình một mũi móc đơn nha. Rồi. Cái sợi chân bính của cái bên đó các bạn móc cũng cho mình một mũi móc đơn luôn. Rồi tiếp tục cái chân bính tiếp theo các bạn sẽ móc cho mình một mũi nửa kép. Các bạn chốt qua hết cho mình. Rồi tiếp tục các bạn lấy sợi lên kim nè. Các bạn móc liên tục cho mình 6 mũi móc kép vào 6 chân móc tiếp theo nha. Mũi kép đầu tiên nè. Rồi mũi kép thứ hai. Mũi kép thứ ba. Mũi kép thứ tư nè. Rồi mũi kép thứ năm. Mũi kép thứ sáu. Rồi khi còn 3 chân bính cuối cùng nè thì các bạn sẽ móc vào chân bính đầu tiên cho mình một mũi nửa kép nha. Các bạn lấy sợi lên kim kéo qua và các bạn kéo hết cho mình. Rồi, còn hai chân bính cuối cùng thì mỗi một chân các bạn móc vào đó cho mình một mũi móc đơn. Mũi móc đơn thứ nhất nè. Rồi mũi móc đơn thứ hai. Tiếp tục các bạn móc vào cái chân móc các bạn vừa móc mũi móc đơn cuối cùng, cái chân bính cuối cùng nè, các bạn móc vào đây cho mình thêm một mũi đơn nữa. Rồi các bạn vòng ngược qua đây. Các bạn ôm cái phần đầu sợi này theo nha các bạn. Các bạn móc vào chân kế bên cho mình một mũi móc đơn. Rồi tiếp tục lấy sợi lên kim nè. Móc vào chân kế tiếp một mũi nửa kép.
Rồi sau khi sau đó các bạn thì các bạn móc vào 6 chân móc liên tiếp với cho mình 6 mũi móc kép nha. Mũi móc kép thứ nhất nè. Mũi móc kép thứ hai. Tiếp tục mũi móc kép thứ ba. Cái phần sợi này các bạn ôm theo tới đây được rồi nha các bạn. Các bạn bỏ ra một hồi mình sẽ cắt. Tiếp tục các bạn móc cho mình mũi móc kép thứ tư. Tiếp tục mũi thứ năm. Tiếp tục mũi thứ sáu nha các bạn. Rồi còn lại ba chân mũi các bạn móc vào chân kế bên cho mình một mũi nửa kép nha. Rồi tiếp tục hai chân cuối cùng thì các bạn móc vào mỗi chân một mũi móc đơn. Rồi như thế này. Cái phần sợi thừa này nè các bạn thì các bạn cắt bỏ đi. Rồi sau đó các bạn sẽ lấy cái phần kẽm nè. Cái dòng cuối cùng mình sẽ nạp kẽm nha các bạn. Đây sau khi các bạn móc một đơn cuối cùng và chân cuối cùng nè, các bạn lên cho mình một bính nha. Mình sẽ không có kết dòng bằng mũi trượt, các bạn mình móc luôn. Tại cái sợi này mình thấy mình móc như vậy thì nó không có bị hở đâu các bạn. Mà mình móc như vậy các bạn dễ nhìn chân mũi, mình hướng dẫn các bạn dễ theo dõi nữa. Đây, khi các bạn lên một bính xong á thì các bạn sẽ đưa cọng kép kẽm vào. Đây. Rồi các bạn đưa như thế này, rồi các bạn đâm vào cái chân mũi móc đơn đầu tiên của cái dòng đầu đó các bạn. Các bạn móc vào đó cho mình một mũi móc đơn. Rồi, ở hàng cuối cùng này thì cứ mỗi một chân mũi các bạn móc vào đó cho mình một mũi móc đơn. Mũi thứ hai nè. Mũi thứ ba nè. Mũi thứ tư. Mũi thứ năm. Mũi thứ sáu. Thứ bảy. Thứ tám. Mũi thứ 9, mũi thứ 10, mũi thứ 11, rồi mũi thứ 12. Mũi thứ 12 là mình đã móc được nửa chiếc lá rồi đó các bạn. Thì các bạn sẽ đưa cái phần đầu kẽm xuống như thế này nè. Các bạn sát xuống phía dưới này cho nó vừa còn một đoạn thôi. Các bạn chừng 1 phân 2 phân thôi. Rồi sau đầu trên này thì các bạn sẽ bỏ cong qua. Rồi mình tiếp tục viền mũi 12 mũi còn lại nha. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Cái phần kẽm này mình cắt đi các bạn. Mình cắt đây nè các bạn. Mũi thứ 7 nè. Mũi thứ 8. Mũi thứ 9. Mũi thứ 10. Mũi thứ 11. Mũi thứ 12. Thì các bạn chỉnh cho cái cánh hoa nó đang nó cong lại như thế này nè. Đây sẽ là mặt phải nha các bạn, thì các bạn sẽ ốp cho cái cánh hoa nó hơi cong như thế này nè. Thì các bạn thấy ở chính giữa này nó còn một mũi, cái mũi này là cái mũi bính mình lên hàng đó các bạn, mình không móc vào nha. Các bạn sẽ đâm vào cái chân mũi đầu tiên của cái hàng cuối nè. Đây. Rồi, cái phần sợi này nè các bạn chàng ở phía dưới của hai cái cọng kẽm nha các bạn đây. Các bạn kết vòng bằng một mũi trượt như thế này cho mình, rồi các bạn lên một xích cắt sợi cho mình. Vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn móc cái phần cánh hoa nhỏ nha các bạn đây. Đây là mặt phải của cánh hoa nhỏ nha các bạn. Rồi, thì cái cánh hoa này khi các bạn chốt sợi đó, các bạn đưa nó vào trong cái giữa của hai cái phần kẽm nè. Rồi các bạn xoay hai cái phần kẽm này lại cho mình. Rồi để đây đi các bạn, rồi một hồi mình sẽ ráp nha. Rồi, mình đã hướng dẫn các bạn móc cái cánh hoa nhỏ đầu tiên, thì nếu mà các bạn chưa móc thì các bạn móc cho mình ba thêm hai cánh nữa nha.
Thì một cái bông hoa nó sẽ là 6 cánh, 3 cánh nhỏ và 3 cánh lớn. Thì bây giờ các mình sẽ hướng dẫn các bạn móc, mình đã hướng dẫn các bạn móc 3 cái cánh nhỏ xong thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn móc cái cánh lớn nha. Mình bệnh nên mình hướng dẫn mình nói, có thể mình nói mình cảm thấy mình nói không có được lưu loát lắm, các bạn thông cảm nha các bạn. Lúc này mình bình thường quá, mình ít có lên clip. Rồi, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn móc tiếp cái phần cánh hoa lớn nha. Thì cách móc cũng giống như cánh hoa nhỏ thôi, nhưng mà chỉ khác là cái số mũi bính mình gầy thôi. Thì mình đã móc sẵn hai cánh là để một hồi mình hướng dẫn các bạn cho nhanh nha. Rồi, bây giờ mình hướng dẫn các bạn móc cái cánh hoa lớn. Để móc cái phần cánh hoa lớn á các bạn, thì các bạn cũng lấy sợi lên kim cho mình. Như thế này. Rồi, các bạn sẽ móc lên cho mình 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Rồi, các bạn móc lên cho gầy lên cho mình 15 bính nha. Rồi, sau đó thì các bạn sẽ quay ngược sợi đây nè. Bỏ qua chân bính đầu tiên, móc cái chân bính thứ hai cho mình 1 mũi móc đơn. Rồi, tiếp tục chân tiếp theo các bạn cũng móc vào đó cho mình 1 mũi móc đơn. Rồi, chân tiếp theo là các bạn móc cho mình 1 mũi nửa kép nha. Lấy sợi lên kim và kéo qua hết cho mình. Rồi tiếp tục các bạn móc cho mình 8 mũi móc kép vào 8 chân bính tiếp theo. Đây mũi thứ nhất. Mũi kép thứ hai nè. Mũi móc kép thứ ba. Mũi móc kép thứ tư nè. Mũi móc kép thứ năm. Mũi móc kép thứ 6. Mũi móc kép thứ 7 nè. Rồi mũi móc kép cuối cùng. Mũi móc kép thứ 8 nè. Mình móc cái dòng sợi này không có quen các bạn, nó hay cái bị xước sợi lắm. Rồi khi còn 3 mũi móc mũi bính cuối cùng nè, thì các bạn sẽ móc vào mũi đầu tiên cho mình 1 mũi một nửa kép nha. Rồi tiếp tục 1 mũi móc đơn vào chân bính tiếp theo nè. Rồi tiếp tục 1 mũi đơn vào chân móc cuối cùng. Rồi. Tiếp tục các bạn vòng qua thì các bạn móc lại ngay cái chân mũi cuối cùng đó cho mình thêm 1 mũi móc đơn nữa nha. Rồi sau đó các bạn sẽ đâm vào chân mũi kế bên móc cho mình 1 mũi móc đơn tiếp theo nè. Rồi tiếp tục lấy sợi lên kim đâm vào chân mũi tiếp theo móc vào đó cho mình 1 mũi nửa kép. Mình móc đối xứng đó các bạn, cái phần sợi này các bạn ôm theo nha. Rồi ngược lại thì các bạn móc cho mình 8 mũi móc kép liên tiếp vào 8 chân móc tiếp theo nha. 1 2. Cái phần sợi thừa này mình bỏ ra đi, một hồi mình cắt. 3 4 5 6 7 8. Rồi, sau khi các bạn móc liên tiếp cho mình 8 mũi móc kép á, vào 8 chân móc tiếp theo thì các bạn móc vào chân kế bên cho mình 1 mũi nửa kép nha. Rồi, tiếp tục hai chân cuối cùng thì các bạn móc vào mỗi chân 1 mũi móc đơn. Rồi, như thế này. Rồi, các bạn lên cho mình một xích nè. Rồi các bạn đưa kẽm vào nha. Nếu mà không muốn cái cọng kẽm nó dướng díu mình thì các bạn cứ đây. Các bạn cứ cắp cái cọng kẽm lại như thế này nè, hình chữ V như thế này nè. Rồi các bạn đưa vào các bạn nẹp. Rồi các bạn lên một bính xong ha, các bạn đưa kim vào trong cái chân mũi đầu tiên nè. Ở vòng cuối cùng này thì giống như cái lá nhỏ hồi nãy thôi các bạn, cách móc y hệt thôi. Các bạn cứ móc mỗi một chân một mũi đơn cho mình. Thì cái chiếc lá lớn này các bạn còn móc được tổng cộng là 28 mũi nha. Mình móc mũi đầu tiên là 1 2 3 4
5 6 7 7 8 9 10 11 12 nó cứ bị tước sợi ra bằng móc hết nè. 12 nè. 13. Rồi, chân 14. Vậy là mình đã nẹp được nửa chiếc lá này các bạn. Rồi. Tiếp tục. Chân 15 nè. Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín, hai mươi, hai mốt, hai mươi hai, hai mươi ba, hai mươi bốn, 25 26 27 28 Rồi, mình sẽ vuốt cái cánh hoa lại. Sau đó thì các bạn nhớ chàng cái phần sợi này xuống dưới hai cái cùng kẽm như thế này nha. Rồi các bạn đâm vào chân cái mũi móc đơn đầu tiên nè, các bạn trượt cho mình một mũi móc trượt. Rồi sau đó các bạn lên cho mình một xích nè, cắt sợi. Rồi sau đó thì các bạn sẽ đưa nó vào trong cái phần chính giữa này nè. Rồi các bạn xoắn này lại cho mình nha. Rồi vậy là mình đã hướng dẫn các bạn móc xong cái phần lá lớn nha. Rồi các bạn móc cho mình ba lá như thế này. Rồi cái phần cánh hoa là mình đã hướng dẫn các bạn xong nha. Các bạn móc cho mình ba lá nhỏ và ba cánh nhỏ và ba cánh lớn như thế này, mình để đây. Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn móc cái phần lá nha. Mình sử dụng sợi màu xanh này móc phần lá. Thì đây, để móc phần lá đó các bạn, thì các bạn khởi tạo cho mình 33 mũi móc xích nha. Các bạn lấy sợi lên kim, các bạn móc lên cho mình, lấy sợi lên kim như thế này. Rồi các bạn móc lên cho mình 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Sau khi các bạn khởi tạo cho mình được một dây bính là 33 mũi bính đó, thì các bạn sẽ xoay ngược sản phẩm lại nha. Các bạn bỏ qua chân bính cuối cùng nè. Các bạn móc vào chân bính tiếp theo đó, cho mình một mũi móc đơn nè. Rồi tiếp tục các bạn móc vào chân kế bên một mũi móc đơn nữa nha. Tiếp theo lại một mũi móc đơn nữa cho mình. Một mũi lấy sợi lên, các bạn lấy sợi lên kim nè, các bạn móc vào cái chân mũi tiếp theo cho mình một mũi nửa kép nha. Rồi tiếp tục lấy sợi lên kim nè, móc vào chân tiếp theo một mũi nửa kép. Tiếp theo một mũi nửa kép nữa. Có nghĩa là các bạn móc cho mình 3 mũi móc đơn xong 3 mũi nửa kép nha các bạn, thì là được 6 mũi nha. Rồi sau đó thì các bạn sẽ móc liên tục cho mình 20 mũi móc kép vào 20 chân bính tiếp theo nha. 1 nè. 2 nè.
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 nó cứ bị tiêu xài như thế này nè, 13 tiếp tục 14 mình móc mình quay mình hướng dẫn mình đưa sao á, ban đêm mình không thấy đường các bạn ơi. 15 16 17 18 19 20 là các bạn còn lại 6 chân bính nha các bạn, 2 nè, 4 5 6 đúng rồi. Rồi thì các bạn sẽ móc cho mình 3 mũi nữa kép vào bao chân bính tiếp theo nha. Mình móc cái dòng sợi này nó không quen, mình ít móc quá các bạn, có mình cái hai bị tẻ tẻ sợi vậy đó. Tiếp tục mũi nữa kép thứ hai nè. Tiếp tục mũi nữa kép thứ ba. Rồi còn lại 3 bính thì các bạn sẽ móc vào mỗi một chân bính cho mình một mũi móc đơn. Một nè, hai nè, ba. Rồi mình đã hướng dẫn các bạn móc được nửa chiếc lá nha các bạn. Rồi quay ngược lại các bạn sẽ móc đối xướng nha, thì các bạn sẽ móc vào chân chân cuối cùng đó cho mình thêm một mũi móc đơn nè. Rồi chân kế bên một đơn nữa. Rồi tiếp tục chân kế bên cho mình một đơn nữa. Vừa móc vừa ôm cái phần đầu sợi thừa thôi nha các bạn. Rồi móc liên tiếp cho mình 3 mũi nửa kép vào 3 chân móc tiếp theo nha. Mũi thứ nhất nè. Mũi thứ hai nè. Mũi thứ ba nè. Rồi cái phần sợi thừa này mình buông ra đi các bạn. Một hồi mình sẽ cắt nè. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ móc cho mình liên tiếp 20 mũi móc kép nha. Giờ 20 chân móc tiếp theo.
Rồi khi các bạn móc còn 6 chân móc cuối cùng đó các bạn, thì các bạn sẽ móc cho mình nha. 3 mũi nửa kép và 3 chân móc tiếp theo nè. 1 nè. 2 nè. 3 nè. Rồi tiếp tục còn 3 chân mũi cuối thì các bạn sẽ móc cho mình 3 mũi móc đơn và 3 chân mũi đó nha các bạn. Mũi đơn thứ nhất nè. Mũi đơn thứ hai. Mũi đơn thứ ba. Rồi. Bắt đầu mình nẹp cước nha. Rồi mình đưa cái sợi cước vào mình nẹp nha. Thì các bạn lên cho mình một xích để lên hàng thứ hai nè, mình không trượt nha. Các bạn có thể trượt rồi lên bính nhưng mà mình thì mình không trượt luôn. Rồi, mình nẹp nha. Các bạn đưa cước vào. Rồi, các bạn nẹp xung quanh mỗi một chân móc, các bạn móc cho mình một mũi móc đơn. Thì mình khởi tạo 33 thì có nghĩa là mình tổng cộng nguyên một vòng chiếc lá thì các bạn sẽ được 64 mũi móc đơn nha. 1. Rồi các bạn tiếp tục viền đi. Mình đã nẹp được nửa chiếc lá rồi thì các bạn sẽ kéo cái phần cước này cho nó sát xuống một chút cho nó đỡ hao cước của các bạn nha. Chừa tầm cước này chừng 2 phân thôi. Các bạn có thể chừa ngắn hơn cũng được nhưng mà tại vì tay mình to thì thử mình chừa cho nó hơi vuông vãi một chút xíu đó các bạn. Rồi tiếp tục các bạn sẽ nẹp vừa viền cái phần vòng còn lại, nửa cánh còn lại nha. Tiếp tục 32 mũi tiếp theo.
Rồi, còn cái chân mũi cuối cùng là cái chân bính lên hàng đó các bạn, mình sẽ không móc nha. Rồi các bạn sẽ đưa cái sợi qua như thế này, các bạn đâm vào kim vào chân cái mũi móc đầu tiên nè. Các bạn trượt cho mình. Rồi các bạn sẽ lên một bính và các bạn sẽ cắt sợi nha. Cái phần sợi này các bạn cắt cho mình hơi dài dài như thế này một chút xíu nha. Rồi. Rồi thì mình sửa lại cái phần sợi thừa đó các bạn, thì các bạn nắm ngay chỗ này các bạn rút xuống cho nó chắc. Rồi không có bị cộm, không bị dùng các bạn được, các bạn sẽ cắt phần sợi thừa đi. Rồi thì ngay cái mặt chính nè thì các bạn sẽ đưa cái phần chiếc lá này nè, cái phần hai cái phần dây xương cướp này nè các bạn, thì các bạn sẽ xoắn lại như thế này cho mình. Rồi thì các bạn sẽ cắt cái phần đầu của cái cướp này đi, mình chừa cũng từng chừng 2 xăng 3 xăng thôi các bạn. Rồi rồi cái phần sợi thừa này nè các bạn, thì các bạn sẽ xoắn như thế này, các bạn che cái phần cước này lại cho thế mình. Rồi các bạn sẽ hơ cái phần sợi nè, xin lỗi, các bạn sẽ hơ cái phần keo nến này nè. Rồi các bạn hơi hơi chỗ góc này nè các bạn. Rồi các bạn quấn cái phần này vô. Rồi tạm thời như thế này nha các bạn. Rồi bỏ đây. Rồi bây giờ thì các bạn đã chuẩn bị đủ các cánh và lá để các bạn có thể làm được một cái hoa tulip nha. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn gắn cái phần hoa tulip này vào cái phần cánh hoa này nè các bạn. Nếu mà các bạn xiên á, thì các bạn có thể phay cho nó kín cái phần này như thế này, kín cái phần đầu cước như thế này, nhưng mà mình thấy như thế này cũng được rồi các bạn, tiết kiệm cho các bạn được cái phần nào thì tiết kiệm ha, để các bạn làm nhiều tốn thời gian các bạn. Rồi bây giờ để cái lắp cái phần hoa này vào các bạn, thì các bạn sẽ lấy cái phần cộng của cái phần làm cái cuốn hoa như thế này nè. Thì cái này nó cứng lắm các bạn, mình thao tác bằng tay mình thao tác không có nổi, thì mình sử dụng một cái kéo sắt như thế này nè. Nếu mà bạn nào làm bằng tay được thì các bạn làm nha, còn mình là mình thua nha. Rồi mình sẽ sử dụng cái cọng cái kéo này nè, mình bẻ nha. Thì các bạn sẽ chừng 1 xăng các bạn từ cái đầu cuốn nè, các bạn bẻ xuống cho nó hơi gấp lại. Các bạn bẻ cái này cho nó xa sát vô nha các bạn. Mình đưa ra ngoài mình bẻ nha các bạn, trời nó mắc cái máy quay. Đây các bạn bẻ cho nó cong lại như thế này nè. Mình yếu tay nên mình bẻ nó bị trớt cái đầu luôn các bạn. Thì sau đó đó, các bạn sẽ lấy keo nến nè, các bạn hơ một chút xíu keo nến như thế này. Rồi thì các bạn sẽ trét nó vào đây cho mình một miếng nha. Rồi thì đây 3 cánh hoa nhỏ nè, các bạn sẽ đưa vào như thế này. Đây 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 là cánh thứ nhất nha. Rồi các bạn tiếp tục đưa cánh thứ hai vào. Rồi tiếp tục đưa cánh thứ ba vào nha. Như thế này. Rồi các bạn đưa vào. Rồi các bạn sẽ lấy cái phần sợi màu xanh nè. Thì các bạn sẽ cố định 3 cái cánh lá nhỏ này trước, thì các bạn sẽ chừa cho mình một đoạn sợi như thế này nè. Rồi thì các bạn sẽ cố định 3 cái cánh nhỏ như thế này. Đây.
Rồi sau đó mình giữ cái phần xanh ở đây. Rồi các bạn sẽ ướp ba cái phần lá lớn vào. Đây mình ướp ba cái lá lớn vào. Tiếp tục khi các bạn ướp cái phần lá lớn vào thì cái phần lá lớn này nó sẽ che che ngay chỗ cái cạnh của cái phần ba lá nhỏ nha các bạn. Đây rồi tiếp tục các bạn ướp cái phần đuôi này thì các bạn cứ giữ trên tay như thế này. Rồi tiếp tục các bạn ướp cánh lớn còn lại nha. Đây cái canh ngay trên giữa của cái hai cánh hoa nhỏ này các bạn ướp vô. Rồi như thế này nha các bạn. Rồi các bạn cứ ướp vô như thế này đi. Rồi một hồi thì khi các bạn mà kết cái hoa lại rồi thì các bạn sẽ cân chỉnh và mình sẽ bẻ cái cánh hoa theo ý của mình nha các bạn. Rồi thì các bạn sẽ bắt đầu xiết nè. Các bạn sử dụng dừa sợi màu xanh á. Rồi các bạn sẽ xiết cái cuốn này lại. Rồi các bạn sử dụng cái sợi màu lá đó các bạn sẽ xiết cái cuốn này lại và các bạn sẽ quấn cho nó không có bị lộ cái màu khác ra ngoài nha các bạn. Các bạn quấn dọc xuống như thế này cho mình. Rồi. Cái phần ở trên này thì các bạn cứ để nó đi rồi một hồi mình sẽ chỉnh lại nha. À mà khi mình hướng dẫn các bạn ráp cái phần này đó các bạn thì mình quên nói thì các bạn nhớ đưa cái bề phải của cánh hoa ra ngoài nha các bạn, đưa cái bề trái vô trong nha. Rồi các bạn tiếp tục quấn đi. Các bạn quấn làm sao cho nó đừng có lộ cái màu khác ra ngoài, các bạn chỉ quấn cho nó kín là được nha. Rồi mình cứ quấn nha. Nó mắc cái máy quay mình bắt thấp. Mình khó thao tác. Đây. Rồi các bạn cứ quấn nha. Rồi tiếp theo mình quấn như thế này. Các bạn quấn sao các bạn cảm thấy thuận tay là được nha. Đây nha các bạn, thì các bạn quấn tới cỡ nào mà các bạn muốn gắn, các bạn thấy các bạn gắn chiếc lá vào nó cảm thấy nó ok là các bạn gắn nha. Như mình thì thấy tới cho tầm này là được nha các bạn, thì mình sẽ đưa cái phần chiếc lá vào. Rồi, mình sẽ quấn thôi luôn. Rồi mình tiếp tục thao tác nha. Các bạn quấn luôn cái phần sợi mà thừa lúc mà mình lấy chiếc lá nha. Cái phần chỗ này nè, mình cắt. Mình cắt bỏ đi các bạn. Rồi.
Tiếp tục các bạn quấn cho nó giáp cái phần cành, cái cọng của cái phần hoa này cho mình nha. Rồi tới cái phần gốc này là các bạn, thì các bạn sẽ lấy cái phần sợ keo nến nè, các bạn hơi ra rồi các bạn sẽ thoa vào trong cái phần gốc nè, rồi các bạn sẽ nhanh tay các bạn quấn cái phần sợi này vào cho mình nha. Rồi sau đó thì các bạn tiếp tục tha lên phần trên gốc này một chút xíu nữa, rồi các bạn quấn ngược lên trên một chút xíu nha. Rồi vậy là cái phần gốc này mình xử lý xong rồi đó các bạn, thì một hồi khô các bạn sẽ cắt cái phần này đi, mình cắt luôn. Rồi rồi vậy là mình đã hướng dẫn các bạn móc xong cái phần cánh hoa tulip này nha các bạn. Đây các bạn có thể bẻ nó như cái cánh hoa này nè, đây các bạn muốn nó cong như thế nào thì các bạn cứ bó vô đi, tại vì nó có cước với các bạn, thì khi các bạn chỉnh lại thì nó sẽ theo ý các bạn nha. Rồi thì để làm được một bó tulip thì các bạn cứ chọn nhiều màu nha. Rồi các bạn gắn vào. À, mình sẵn mình nói luôn các bạn cho các bạn có sự so sánh nha. Thì đây nè các bạn, hai cái bông hoa tulip màu xanh pastel rồi nè. Thì mình móc theo cái kiểu khác, có nghĩa là cái cách móc của cái cánh, cái lá vẫn là y hệt nha các bạn. Nhưng mà cái phần thao tác á, có nghĩa là cái phần cánh của cái hoa tulip xanh này nè, là mình không có nẹp cước, thành thử ra mình sẽ sử dụng keo nến để dán nha. Thì nếu mà keo nến để dán thì nếu mà các bạn muốn nó búp lại như thế này nè, thì mình có thể dán sát lên trên đầu một chút xíu, nhưng mà mình thì mình hơi dán hơi lơi lơi thì nó sẽ ra thành phẩm như thế này. Đây và khi cái mình thích nhất cái phần điểm này á, là có nghĩa là khi các bạn làm á, thì cái phần các bạn thao tác ngay chỗ cái gốc của cái đầu của cánh hoa, đầu của cái nụ cụm hoa này nè, thì nó sẽ mềm, nó dễ quấn hơn.
nó sẽ cảm thấy cái chỗ này nó thanh hơn, nhưng mà đặt nó lại cái cánh quay nó lại không có được điều khiển theo ý muốn của mình giống như các bạn nẹp cước nha. Và thêm một cái nữa thì cái phần cánh hoa xanh này nè, mình móc mình không có nẹp cước thì mình để giữ nó lại thì mình phải sử dụng súng bắn keo hoặc là keo nến đó các bạn, thì cái thao tác nó sẽ lâu tốn thời gian và nó sẽ dướng díu, nhiều khi nó dính tay các bạn nha. Đây, còn đây cũng là một cái thí nghiệm của mình luôn, thì ở bên trong á, thì ở bên trong cái tua cánh tulip á thì mình là móc mình không có nẹp cước, nhưng mà ba cánh lớn bên ngoài á thì mình có nẹp cước, thì nó sẽ là thành phẩm như thế này. Đây, các bạn thấy không? Thì ở bên trong nó mềm nhưng mà ở ngoài các bạn có thể vẫn có thể thao tác được cái phần cánh, các bạn có thể cho nó cong nó vòng như thế nào nha. Thì đây là thành phẩm, thì các bạn có thể so sánh nha. Đây, đây thì khi các bạn móc bằng cái cánh mà các bạn cách mà các bạn nẹp cước đều hết 6 cánh á, thì cái phần cánh hoa của các bạn nó sẽ có độ bồng hơn và nó sẽ giống tulip hơn nhiều, nó sẽ có cái cánh mà các bạn sẽ thấy nó có cái độ bồng nè, còn cái này thì các bạn lại thấy nó hơi dài đúng không? Nhưng mà khuyết điểm của nó là do mình nẹp cước đó các bạn, thành thử ra cái phần gốc bên này nó hơi cọm to, thì mình quấn nó mình cảm thấy nó hơi to, nhưng mà cái đó cũng bình thường ha các bạn. Rồi thì các bạn mình so sánh như thế để cho các bạn có sự lựa chọn của mình, thì các bạn thích cái dáng hoa nào thì các bạn sẽ móc cái dáng hoa đó nha. Rồi, bài hướng dẫn của mình đến đây là hết rồi. Nếu các bạn thích bài hướng dẫn của mình thì các bạn hãy like, share và đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Đây là lần đầu tiên á, mình hướng dẫn các bạn móc hoa cho nên mình còn lóng ngóng đó các bạn. Mình không có thao tác, mình thao tác trên cái dòng sợi mà nhiều sợi chập lại như thế này nè, là mình rất là ít sử dụng, thành thử ra mình móc nó rất hay bị dướng sợi các bạn, nên các bạn thông cảm nha. Nên mình hướng dẫn các bạn nhiều khi có cái gì không được trơn tru lắm á, thì các bạn cũng thông cảm như mình. Đây là lần đầu tiên mình móc hoa nha, và hẹn với các bạn là mình sẽ tập trung vào cái mảng móc hoa này nhiều hơn một chút xíu, thì sẽ có nhiều bài hướng dẫn hơn cho các bạn cùng học với mình nha. Rồi chúc các bạn thành công, xin chào.